Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh BB Anh Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ cùng cả nhà ăn món lẩu thập cẩm nha. Đa số cái phần này là mình làm sẵn. Tôm mực đồ là cả nhà biết rồi, còn mấy cái phần này là của mình. Mình tôm mình quết, cái cá mình quết á. Rồi mình chiên, mình làm nhiều kiểu thôi, mình làm giò viên hoặc mình hấp. Hay là mình chiên sắc sợi mình sắc ra, mình cho con mình nó ăn dễ dàng. Tại vì tụi nó là Mỹ con mà, nên nó ăn mấy cái mình phải chế biến gì cho nó đỡ đổi khẩu vị, nó dễ ăn. Giờ ba cái rau cải thì rau cải thì mùa này mùa đông mà nó không muốn rau nhiều. Cái này mua toàn chợ Mỹ không, cải bắp thảo với lại cái này bên Việt Nam kêu bằng cái cải gì mình quên rồi, có nhưng mà ở đây cây bình hạt không bình hạt đó. Còn mấy cái này là nấm với lại ba cái rau củ mình cũng cũng sơ, nhưng mà cái này da heo khô mình phải xào nó sơ. Nước lèo thì mình cũng đã nấu sẵn rồi. Nước lèo là mình nấu nước cốt mình để sẵn kìa, mình hầm xương mình sáng. Bây giờ để mình bỏ vô một miếng phi cho nó thơm. Cái này chỉ bắt lên cho nó nóng thôi, tại vì ba cái hành này là mình đã phi sẵn rồi. Cái đầu hành đó, tỏi phi là mình cũng có sẵn, mình chờ cho nó nóng. Trong thời gian chờ cái này nó nóng lên đi, để mình bắt lên mình luộc mày. Lẩu thập cẩm thì này ăn với mì nha cả nhà, mì với lại nước tương. Chờ nó sôi lên thôi. Cảm gì nè. Bên đây thì bắt cái nồi nước nè, chờ nó sôi đặng mình trộn mì. Mình trộn mì bỏ vô mì khô, cái này là mì trứng. Mình mua mì trứng mà. Dầu thì để giúp khi nào mình trộn xong xôi mình bỏ miếng dầu lên cho nó mình cứ dính thôi là được rồi.
phải có thêm nước lèo bên đó không thầy? Có, nãy có thêm nước lèo. Chừng nó sôi, cái đó dễ sôi, lẹ sôi lắm rồi. Sôi chưa? Khi nào nó sôi thì mình dở lên, dở cái nắp ra. Mình cho nó lẹ, chú ý cho cái mì nó chín nè. Mình cho đặng cho con nó có nè. Cho nó ăn chấm nước tương chắc là dễ rồi. Lèo này thơm lắm luôn á, tại vì mình nấu bằng cái xương gà, nấu xương gà với lại cái xương giá heo á, mình nấu rồi mình hầm cũng có mấy tiếng đồng hồ á. Giờ cái này nó cũng muốn sôi được, thấy chưa? Không chỉ chờ đợi nó mình chờ này. Không sao, để cho nó sôi ra, chờ cái mì thôi. Mì của mình nó cũng chín rồi đó, mình chờ mình xả nước thôi. Sôi ghê luôn. Con ơi, lẩu chín rồi con ơi. Đền nó thích ăn mực. Thích ăn mực hả? Thì ăn mực kêu cho nó. Ba nó
mực với tôm. Đi vô đó chắc đủ. Kêu lên đành xuống cho mẹ. Kêu lên đành xuống đây. Lên đành ăn mực. Bỏ mực, lên đành ăn mực. Con ăn cơm phải không? Kêu em đi con. Con ăn tôm mực gì nè con? Ăn không lên đầy thì mẹ biết. Qua đây, qua đây mẹ hai đưa cho con ăn. Đành Út, đi. Ăn qua bánh. Có ăn là mẹ mẹ hai ấy ha. Mẹ có mẹ hai bỏ sẵn hết rồi. Có củ cải nữa đó. Có củ cải trong á. Nè. Cho mì. Ok. Con muốn ăn mì hả? Ok. Rồi đây vậy hả con? Sure. Xếp luôn ha. Yeah. Qua đây con. Qua đây đây nè. Qua mẹ hai cho. Nè con. Qua đây con trai cưng. Qua đây để ấy là nóng phỏng rồi nha. Nha con. Con có mì phải không? Yeah. Ok, mẹ hai bỏ miếng mì vậy cho con. Con này. Tự làm đi, con muốn ăn gì con tự làm đi. Tự làm nha. Hay là mẹ hai làm cho con. Con muốn tự làm hay tự mẹ hai làm. Cưng quá. À. Brand đâu? Brand. Có nước tương ở đây nữa nè, con qua đây rồi con mới chấm được chứ. Con không qua đây con đâu chấm được đâu. Rand ạ. Rand, con ăn gì Rand? Con ăn gì? Rim hả? Có ăn Rand ăn mực hả? Ok. Rồi mẹ hai lấy đu đồ cho con. Có nước tương kìa Rand. Chấm đi con. Ăn mực phải không? Con lấy đĩa hay con ăn đũa không được, con đừng lấy đũa. Mất con. Rim hả? Con tôm phải không? Để cho con mực nó chín chút xíu nha con. Để mẹ đưa cho em trước đi. Em nó ăn. Xong đứng đó. Ngại hả? Mất cỡ mà. Ăn không cũng mất cỡ hả? Ừ. Không ai mời tôi chứ mời tôi vô ăn liền. Nghe mời nè, cô ba. Để cô ba chờ cô ba chút cô ba ăn liền. Nè có bé Út nè. Đó. Ngủm nỉ nè con. Rồi đây là cục cưng của tôi. Ăn đi rồi mấy hai bỏ thêm vô. Đành lại lấy kìa. Ăn cái cưng của tôi. Có nước tương đó con. Ông muốn ăn nước tương không? Mực chín không? Mực chín rồi. Nó trơn ghê con. Nó cứ tụt xuống hoài rồi nè. Nó ăn cái rau, nó ăn cái mình con mực xong rồi người ta quên á. Con ăn con tôm đó nha. No. Ok, ăn đi rồi chút nữa má hai ấy. Con muốn lấy tiêu thì con lấy tiêu rồi bỏ vô. Kìa con mình ăn kìa. Quay cho con mấy anh trai mình ăn. Không sao hết trơn. Con đu đồ hả? Ok. Đưa cái chén con qua mẹ hai đứa đu đồ cho con. Ok con. Không sao hết. Đưa chén qua đây đu đồ. Ok nó nóng. Đúng ra con ăn, tụi con ăn lẩu tụi con phải đứng ở đây đúng không? Ừ. Quay quần bên đây là mới là lẩu mới đúng. Mai nó ăn được mì nữa mừng cái không? Con ăn được món này Việt Nam là mừng. Con ăn được món nào là mừng hết á cả nhà. Randy ơi, con muốn mo tôm không? No, okay. Xuống lấy đi con. Con có nẻ chưa? Dạ. Cho con trai. Bỏ
bỏ cái phone xuống cho con, coi chừng nóng nha. Ok. Rồi vậy là con có được một bữa rồi phải không? Yeah, rồi vậy là con có bữa. Cái phần này của người lớn đa số mình làm mấy cái món chiên này là người lớn ăn không, mà con mình ít ăn lắm. Sam tham thì nó cũng ăn, nhưng mà thường thường có mực với tôm thì nó ăn mực với tôm không à cả nhà. Bây giờ để mình bỏ vô một miếng rau nữa ha, miếng rau để mình thử cho cả nhà coi. Nó làm với tôm với lại cá mực vào vô. Mấy cái món chiên này ngon lắm nha cả nhà, ăn nó dai nó giòn lắm luôn á. Hầu hết mình ở đây làm là lẩu lẩu tươi này thì mình đừng xài mấy cái món này ha. Ở đây thì đa số dân miền Tây mà ngon kêu lẩu cù lao, nhưng mà mình thì mình bỏ ta xếp vô hết à, người ta xếp vô hết chung, còn mình thì mình mua cái nồi này của chợ Mỹ á, nên mình không thể nào mà làm giống cái lẩu cù lao được hết. Mình làm cái mình kêu theo chỗ mình hay kêu là lẩu tươi. Lèo thơm lắm luôn, hầm bằng xương gà với lại cái xương ha, ống heo á, thơm ghê luôn. Nữa không con? Dạ. Đây mà 2 múc, mà 2 cân. Trời ơi, con tôi mà nó ăn được tôi mừng lắm nha cả nhà, nó thiệt luôn á. Con ăn gì con tự gấp đi. Mày con bỏ mì không? Tôi mà 2 bỏ cho con. Bỏ tôm mực ha, mực mẹ hai có bỏ cho con trong đây luôn á. Cưng á. Nhà trong đó cũng còn nữa con. Nhà đây, hai thằng nhỏ là nó ăn được cái món Việt Nam là nhiều nhất luôn á nha cả nhà. Ủng hộ mình hết qua mình luôn. Qua kế mấy hai, mấy hai làm. Con mình nó ủng hộ mình hết mình luôn á cả nhà. Qua kế mấy hai làm cho dễ hơn. Con đứng đây mấy hai làm cũng được. Qua đây nè con. Qua đây nè. Con đứng chỗ này con ăn dễ luôn nữa. Con muốn gấp gì trong đó cũng có. Gấp gì cũng có nè. Mà hai bỏ hết trong đó. Con muốn ăn tiêu thì mà hai lấy tiêu cho con. Thịt lắp non. Út ăn gì con? Thêm hả? Ok, meals and rim. Ok. Mực tôm nha. Ở trong đó có, đó. Trong ăn đó thử có. Mà hai cho con thử. Bỏ thì chưa chín hả con? Chín rồi. Chín rồi mà con chưa hả? Chín. Chín rồi con, nó chín rồi. Đè nó xuống đi con. Mẹ hai bỏ đó lâu lắm rồi đó. Tại con nó đục vậy là nó chín rồi con, nó trong rồi nó chín. Con ăn thử coi, qua đây chấm miếng nước tương thử. Có nước tương đó kìa, có đứa nào chấm không? Nước tương á con, chấm nước tương ăn ngon không? Có con viêm phải không? Đó. Mực luôn á, ủa hình như mực tôm luôn. Để bỏ ra cho nó ăn thử, nó má ăn thử con mực. Sao? Nhức mắt hả? Nhức mắt hả con? Đi học về mệt chưa? Con muốn cải không? Cây trắng không? No. Ok. Sao con? Gắp đi. Gì con? Má hai he. Xóa đi con. Má hai không ở nhà hàng được đâu. Yeah, chính hả con, chính hả con, chấm đi, chấm nước tương nghe ngon. Nước tương nè, con trai thử đi nè. Con cầm đũa là rảnh luôn ha. Ừ, giỏi lắm luôn. Ơi, bây giờ mình thử cho cả nhà ăn thôi nha. Cả nhà coi nha. Mình cũng chế vô đây miếng. Rụng răng ha, không được. Để mình thử nước lèo này đi. Ngon quá. Ngon. Ngon. Nước lèo ngọt lắm cả nhà. Tuyệt vời. Một những buổi mà trời mà lạnh ăn cái nóng vô cái húp tới đâu nghe tới đó nha cả nhà. À, bây giờ cái món lẩu tươi của nhà mình đã hoàn thành rồi. Cuối cùng mình mong cả nhà vào video clip của mình cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người nha. Nhớ vào kênh VVN Nguyễn TV nha cả nhà, nhớ ủng hộ mình với nha. Chân thành cảm ơn.
Bye.